Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905-958889. Mình xin nhắc lại, xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905-958889. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc Honda CB150R. Đây. Chiếc này thì đăng ký tháng 10 năm 2020 và nó mang biển kiểm soát Hà Nội luôn nhé. 29V5-55064. Xe thì chạy khoảng độ 3.000 km và có đầy đủ 2 chìa khóa zin. Một chìa khóa zin là chưa sử dụng đấy ạ. 3.069 km, con số dừng lại khá là đẹp. 3.069 km nhé, 2 chìa khóa zin. Còn đầy đủ, 2 gương zin đầy đủ không thiếu. Thì giới thiệu qua với anh em là chiếc này thì là bạn chủ xe cũng ít tuổi thôi, sinh năm 88 ạ, sinh năm 88, và cậu ta làm về thiết kế, về nhà, về làm về thiết kế đấy, cho nên là cậu ấy cũng khá là bận bịu. Mua cái xe này về chủ yếu để phục vụ bạn gái, để chụp choẹt thôi, chứ cũng không đi mấy. Mua tính đến bây giờ cũng gần 3 năm trời rồi mà mới đi được có 3.000 cây. Nói chung là con số nó rất là ít. Thế thì rồi nói về qua về những cái tính năng vận hành cũng như là cái cách sử dụng của chiếc CB150 này. CB150R này thì là xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2019 và vào Việt Nam nhiều nhất vào năm 2020. Và xe thì trang bị thụt upside down, phanh ABS 2 kênh, đèn LED, pha LED 2 tầng. Đấy, pha LED 2 tầng, thụt ABS và thụt upside down và ABS 2 kênh. Cùng phanh Nissin luôn nhá. Kìm cùng phanh Nissin. Đấy. Xe thì đương nhiên là phun xăng điện tử rồi. Cái điều đó thì là tất cả các xe đời mới bây giờ đều như vậy. Xe số tiêu thụ năng lượng nhiên liệu nó rơi vào khoảng độ chưa đến 2 lít cho 100 km cho đường tổng hợp, con số là rất là ít, rất là ít, và cái cũng không đòi hỏi về không đòi hỏi về bảo dưỡng bảo hành gì gắt gao. Các bạn chỉ việc thay dầu sau mỗi 2.000 km vào các loại dầu tổng hợp, hoặc là nếu mà bạn nào dùng dỉnh tiền thì có thể thay dầu phun tổng hợp là đẹp, còn lại thì chỉ cần dầu tổng hợp, ví dụ như dầu của hãng cũng được, mấy cái dầu dùng cho WinX cái thứ đấy là các bạn có thể dùng rất ok. Con xe này thì là chạy 3.000 km, tất cả các cái phần phải sơn xi, máy móc, khung thân đều là nguyên zin và còn mới trên 95%, không đâm va đổ ngã và không ngập lụt bất kể một chỗ nào cả, mình cam kết điều đó. Đấy. Lốp zin theo xe và hai gương zin cũng còn đầy đủ nha các bạn nhé, là mình để trong kia thôi chứ còn hai gương zin cũng còn đầy đủ. Đây các bạn có thể nhìn này. Đấy. Phần cổ phốt là chưa có chỉnh sửa gì hết, còn rất là đẹp, rất mới. Ốc đầu thụt đây nhá. Đấy. Chả ba này. Nói chung là con xe này quay để cho các bạn biết độ mới của nó, chứ còn nếu mà nói về chất lượng thì cũng không có gì phải bàn đâu ạ. Tay lái đã được lắp cái gù chống rung. Cái gù này nó khá là tiện ích, bởi vì là khi mà các bạn đi với tốc độ cao 70-80 km trở lên thì nếu như không có cái gù chống rung thì tay lái nó sẽ hơi rung một chút. Ốc cổ phốt đây ạ. Mới lắm luôn nhé, xe mới lắm luôn, hai chìa khóa zin, nhưng các bạn nhìn một chìa là vẫn chưa dùng nhá. Đây, phía dưới này luôn, tất cả cái phần sơn là còn rất là đẹp, không dán ni lông nhưng không xước một chỗ nào cả. Ốc trục chưa mở này, các bạn nhìn rõ ốc trục chưa mở nhá. Lốp zin theo xe này, đây lốp zin theo xe này, đấy. Vành bánh rất là đẹp, không xước sát bất kể một chỗ nào, không móc méo một chỗ nào cả. Và như các bạn đã nhìn này, đấy, cái ốc trục của nó, cái bô cổ bô của nó là chưa dùng nhiều cho nên là nó còn đen xì, xe không đi tua, không chạy tua một tí nào cả. Đây phần ốc bên này rất là đẹp, bên này đây các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp nhé. Đó, cầu ngang của lốp vẫn còn nguyên này, đây cầu ngang của lốp vẫn còn luôn, gai vẫn còn tua tủa, gai lốp tua tủa luôn đấy, các bạn nhìn thấy gai lốp còn tua tủa đây. Đó. Đây, phần bên tay phải, con ốc rất là mới, mới tính con luôn.
Nói chung là mình thì bên mình chỉ mua xe lướt thôi, không mua xe chạy quá nhiều km, mình chỉ mua xe lướt thôi nha các bạn nhé. Đây, của Ford ạ. Phía này nhá, cái chỗ này thì nó hơi xước, mất cái chỗ cái tem một chút này, đây này. Cái phần này chắc là do đập cái gì vào là hơi bị xước một chút. Duy nhất chỗ này là lỗi, còn không có bất kể một chỗ nào khác nữa. Không còn bất kể một chỗ lỗi nào nữa nhá. Khung mắt cáo, đẹp căng, nét căng, không một vết xước. Cục máy thì 3.000 km thì các bạn đủ biết đấy. Mình mới thay dầu lần này là lần thứ 3, tức là bạn chủ xe thay dầu một lần ở mốc 1.000 cây, mốc 2.000 cây mình, và để cũng khá là lâu, ít đi. Thế cho nên là mình về là mình thay dầu mới luôn. Đây, bạn nhìn nhá, cái vạch của nhà sản xuất vào cái con ốc treo máy đây, zin đẹp luôn. Về phần càng phanh này, càng côn này, quá đẹp luôn. Riêng phần bưởng máy nhé, tất cả các cái phần bưởng máy của biết, ốc trục hay là ốc treo máy hay là ốc bên bưởng côn cái thứ là zin tuyệt đối. Và nó còn rất là đẹp nhé, nó còn rất là đẹp. Ốc bạc càng sau này, nó còn đẹp vô cùng luôn anh em ạ. Đấy, cho anh em nhìn rõ nhé. Phần càng này, ốc trục chúng ta thèm mở luôn. Đây, cùng phanh nó đẹp này. Và cái đĩa phanh không một vết gờ nào, phẳng lì không một vết gờ nào luôn. Đây, cầu ngang nhá, cầu ngang của lốp đây nhá. Cầu ngang của lốp anh em nhìn nhá. Đây, cầu ngang của lốp này. Tất cả cầu ngang là còn nguyên. Cầu ngang là còn nguyên, tất cả luôn. Đấy, cầu ngang còn nguyên. Lốp theo xe. Để chân này. Đấy, phần để chân. Đây, phần yên. Riêng phần yên thì chắc chắn là yên sau là không có người sử dụng, không có người ngồi lên luôn, bởi phong yên còn dày và nó vuông vắn như mới. Phong yên trước cũng vậy luôn này. Và đây, cái ốp bình xăng các thứ là đều như mới, như vừa dắt hãng. Tem tiếp các thứ của hãng là còn nguyên ở đây, không thiếu một cái gì cả. Đèn hậu sau, đèn hậu này, xi nhan, tất cả zin nhé, không độ chế, không độ chế bất kể một phần nào. Tay sách rất là gọn gàng ở đây, nắm vào đây, tay sách xong. Đây, ốc trục chưa mở, cho bạn cùng nhìn. Nhông xích, kính con luôn, lốp sport mat này. Càng xe nó đẹp như thế này đây, anh em cùng nhìn này. Đấy, phần này rất là đẹp, quá đẹp luôn. Để chân này, sơn, các bạn chú ý cái phần sơn nhé. Từ cái phần sơn của cái khung thân cho đến cái phần sơn của những cái ốp nhựa nó đều rất mới. Và cái những cái nhựa sần này, này theo xe nhựa sần như thế này nó còn đẹp. Và những cái ốc treo máy cũng như là cái ốc cửa điện nó vàng chóe luôn. Tăng cam chưa chỉnh này. Đấy, cục máy thì nó trắng phau như thế này, không một vết môi đốt nào luôn. Càng số này, số khung, số máy này. Đấy, để chân này, các bạn nhìn cái ốc bạc càng sau trắng phau luôn, quá khủng khiếp, mới ơi là mới luôn. Đấy, đây mình quay ra xa để các bạn cùng nhìn. Con xe này đi thì rất dễ chịu, các bạn chạy phố hay là chạy đường trường hay chạy một chút off road đều rất dễ chịu nhá, linh hoạt và nó có một cái lực máy khá là ổn. Cái gia tốc ban đầu nó khá ổn đấy ạ, chạy rất thích, mượt mà, số vào tành tạch luôn. Và côn có trợ lực cho nên là rất là nhẹ, bóp nhẹ nhàng, bóp chỉ cần nửa ngón tay thôi, không phải một ngón tay, nửa ngón tay luôn, rất nhẹ nhàng. Đây, vâng, thế thì bây giờ thì mình cũng xin báo giá chiếc CB150R đăng ký năm 2020 biển Hà Nội này. Chiếc CB150R này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 71,5 triệu nhé. Giá bán 71,5 triệu cho chiếc CB150R này. Và cái giá bán đó là chưa bao gồm cái chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Mong anh em lưu ý giúp mình nhé. Các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp cái sản phẩm này.
cũng như có thể alo đến cho mình cái số máy là 0905 958889, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em một cái xe cái về chiếc xe này. Tất cả những cái thắc mắc là mình có thể trả lời anh em trực tiếp qua cái số điện thoại đó. Rồi, thế thì bây giờ xin dừng video và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.